Thưa quý vị, tháng 4 vừa qua thì Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2021 cho 405 ứng viên, bao gồm 42 giáo sư và 363 phó giáo sư. Trong số 363 phó giáo sư vừa được công nhận, có một phó giáo sư sinh năm 1986 đang công tác tại Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành phó giáo sư chuyên ngành kinh tế trẻ nhất từng được công nhận. Đó là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Như Tỷ, cũng là nhân vật khách mời của hôm nay của Việt Nam Ngày Mới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Như Tỷ hiện đang giảng dạy tại khoa quản trị kinh doanh Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Anh tốt nghiệp tiến sĩ ngành quản lý công nghiệp, chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị sản xuất và điều hành tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan. Mặc dù nhận được lời mời làm việc tại Đài Loan, nhưng anh đã chọn trở về Việt Nam và đi theo con đường giáo dục. Nhiều nghiên cứu của anh đã đóng góp thiết thực cho hoạt động điều hành sản xuất. Tính đến thời điểm này, anh đã công bố 28 bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín quốc tế, tham gia chủ biên sách chuyên ngành, đồng thời là một giảng viên trẻ trung, nhiệt tình hết mức với sinh viên, học viên. Thực sự là vào trường em rất là sợ, bởi vì thầy cô và cách dạy cũng sẽ khác với cách mà mình học ở cấp 3. Thì thầy Tỷ rất là thân thiện, cách giảng dạy của thầy sẽ mang lại cái sự hòa đồng cũng như là sự gần gũi trong lớp học. Em chắc chắn là thầy rất xứng đáng với cái danh hiệu là phó giáo sư trẻ nhất năm nay về khối ngành kinh tế. Thầy là một người rất bền bỉ và có một nghị lực rất là cao trong cái việc mà giảng dạy cũng như là nghiên cứu. Thành ra không có gì phải nghi ngờ về cái thành quả của thầy hôm nay hết. Thầy Tỷ là một người rất là tuyệt vời luôn. Theo như định nghĩa của mình về một người thầy tuyệt vời á, thì là một người mà sâu sắc nè, và là một người mà sẵn sàng nếu như mình có những cái bất cứ những chia sẻ nào thì thầy vẫn luôn luôn ở đó để thầy có thể lắng nghe mình. Cùng gặp gỡ phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Như Tỷ trong Việt Nam Ngày Mới hôm nay. Phương Thảo xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả của Việt Nam Ngày Mới. Và thưa quý vị, ngay bên cạnh Phương Thảo lúc này đã là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Như Tỷ, phó giáo sư chuyên ngành kinh tế, 36 tuổi. Xin chào anh ạ. Xin chào Phương Thảo và xin chào tất cả quý vị khán giả của truyền hình Quốc hội ạ. Vâng ạ. Phương Thảo tin chắc rằng là có rất là nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ anh, bởi vì 36 tuổi mình được công nhận là phó giáo sư, và trong số hơn 300 phó giáo sư vừa được công nhận trong năm 2021 thì anh là người trẻ nhất chuyên ngành kinh tế. Không biết là cá nhân anh thì sao ạ? Anh đón nhận danh hiệu này như thế nào ạ? Trước tiên thì tôi cảm thấy tự hào vì những cái đóng góp của mình tuy là nhỏ thôi nhưng mà đã được công nhận, nhưng mà bên cạnh đó cũng là cái trách nhiệm của bản thân mình cần phải trau dồi và học hỏi, liên tục cập nhật những kiến thức để truyền tải đến thế hệ sinh viên tiếp theo. Dạ, tại bây giờ mình là phó giáo sư đi dạy rồi, nó sẽ khác hơn nhiều đúng không ạ? Không biết là cho đến thời điểm hiện tại thì cái gọi là cái sự học của anh thì nó diễn ra như thế nào, nó có suôn sẻ không ạ? Việc học của mình nó cũng là cái câu chuyện dài. Mình bắt đầu từ năm 2010 đi. Lúc đó cái chuyên ngành của mình ở đại học đó là tiếng Anh thương mại. Mình cũng cảm thấy cái phần thương mại thiên về kinh tế và mình cảm thấy hết sức là hứng thú với nó. Ngay cái dịp đó mình cũng rất là may mắn, đó là Đài Loan nó đang ở trong cái chính sách mở cửa giáo dục cho sinh viên quốc tế, cử các thầy cô qua bên Việt Nam tổ chức phỏng vấn cũng như là thi tuyển. Rất là may mắn là một trong những người được học bổng toàn phần. Sau khi học thạc sĩ xong thì mình cũng tiếp tục nhận được học bổng nghiên cứu tiến sĩ. Tuy nhiên thì trong quá trình đi học thì mình cũng đôi lúc bế tắc, đặc biệt là cái khâu đó là tìm ra cái phương pháp mà nghiên cứu phù hợp bên ngành kinh tế. Sau đó khi mà mình đã tìm ra cái phương pháp phù hợp rồi thì mình nhận thấy thêm đó là cần ý tưởng cũng như là tiếng Anh học thuật để mà triển khai những cái ý tưởng và phương pháp của mình cho nó phù hợp những cái đề tài nghiên cứu. Đây cũng là cái động lực chính để mình hoàn thành cái chương trình thạc sĩ thứ hai của mình, đó là liên quan đến tiếng Anh học thuật. Mình học lên thạc sĩ rồi lại tiếp tục được học bổng nghiên cứu sinh. Sau khi hoàn thành tiến sĩ thì là mất 6 đến 6 năm đúng không đúng ạ? Mà. Hơn 6 năm một tí thôi thì mình được công nhận là phó giáo sư. Nhưng mà song song đó thì mình vẫn phát triển tiếng Anh đúng không ạ? Chính xác. Cho nên là bây giờ coi như là mình vừa có tiếng Anh vững mà vừa có chuyên ngành kinh tế vững nữa. Vậy tính ra là các bạn sinh viên học được rất là nhiều từ thầy Tỷ đúng không? Dạ. Có một cái thực tế, hiện nay thì cái chỉ tiêu tuyển sinh
chuyên ngành kinh tế ở những cái trường mà đa ngành á, thì nó chiếm một cái tỷ trọng cao. Hồ sơ vào những trường chuyên về kinh tế, những ngành chuyên về kinh tế, nó chiếm tỷ trọng cũng khá là cao so với những ngành còn lại. Nhưng câu chuyện ở đây là rất nhiều các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường thì không tìm được việc làm. Ngược lại, ở các doanh nghiệp thì lại không tìm được một cái nhân sự khiến họ cảm thấy hài lòng. Cái câu chuyện nó là một cái bài toán khá là đối nghịch nhau. Cá nhân anh thì anh thấy rằng là cái thị trường việc làm đối với ngành kinh tế hiện nay ở Việt Nam như thế nào ạ? Thì tôi nhận định rằng cái thị trường lao động cho khối ngành kinh tế nó luôn cạnh tranh. Tuy nhiên nó bao gồm rất là nhiều cái cơ hội. Cơ hội việc làm ở đây khá là đa dạng, từ chuyên viên về nhân sự, quản lý rủi ro. Gần đây thì có những cái chuyên ngành mới liên quan đến bất động sản, cũng như là phân tích thị trường chứng khoán, quản trị rủi ro liên quan đến những cái biến động của xã hội. Cái mà doanh nghiệp người ta cần ở các bạn sinh viên đó, ngoài cái kiến thức về kinh tế thị trường cũng như là chuyên môn ra, thì người ta cần có cái sự khả năng thích ứng cũng như là linh hoạt ứng biến trước cái mọi cái biến động. Mình có cái những ví dụ gần đây nhất đó là dịch bệnh chẳng hạn đi, thì chuyển đổi số đó là một trong những cái mà những nhà quản lý cần phải nghĩ tới ngay. Có nghĩa là hiện nay thì cái cơ hội việc làm cho các bạn là không thiếu. Đúng rồi. Chỉ có điều là các bạn phải tự biết làm sao để mà trau dồi cái khả năng thích ứng trước mọi cái biến động của thị trường lao động, và kể cả là những cái yếu tố khách quan tác động vào cái thị trường đó nữa, đúng không ạ? Quay trở lại thì nếu như mà các bạn học sinh chúng ta đứng trước cái ngưỡng cửa hiện nay, đó là ngưỡng cửa mà chúng ta bước chân vào một cái chuyên ngành mà mình sẽ theo học, thì điều gì sẽ tạo nên một cái sự phù hợp cho các bạn khi mà các bạn lựa chọn cái nhóm ngành kinh tế ạ? Không riêng chỉ về bên ngành kinh tế, thì tôi có một cái lời khuyên gói gọn trong một chữ, đó là chữ hiểu. Cái chữ hiểu ở đây nó hiểu bản thân và hiểu cái ngành của mình lựa chọn. Giống như ông bà xưa ta có câu đó là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, thì các bạn cần hiểu rất là rõ bản thân của mình, đó là sở thích, nhu cầu, cũng như là hiểu cái kỹ năng của mình, vân vân. Rồi sau đó mới đi tìm tòi những cái ngành, những cái nghề của mình muốn theo học, thì những ngành đó yêu cầu những cái vấn đề gì, yêu cầu những cái kiến thức gì, vân vân. Dạ, như anh là một trường hợp điển hình, đúng không ạ? Ban đầu thì là học tiếng Anh, nhưng mà sau đó khi mà học tiếng Anh thương mại thì mình thấy là mình thích thương mại nhiều hơn, thì mình bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu. Thực ra là cái câu chuyện mà chúng ta đi tìm được cái điều mình thích đó, nó là một cái câu chuyện khá là dài và không phải ai cũng may mắn, nhưng mà hoàn toàn là mình có thể trên cái con đường đó và mình nhận ra, rồi sau đó thì mình có thể là mình đi sâu hơn vào trong cái ngành nghề mà mình yêu thích. Khi mà chúng ta theo học một cái lĩnh vực nào đó thì nó có hai sự lựa chọn. Một sự lựa chọn là chúng ta học xong chúng ta đi ra làm nghề, và một sự lựa chọn là chúng ta học và học chuyên sâu hơn để đi theo con đường nghiên cứu giống như anh. Bản thân anh thì nếu bây giờ có một cái lời chia sẻ nào đó với các bạn sinh viên mà sẽ lựa chọn con đường đi theo nghiên cứu khoa học giống như anh đi, thì anh sẽ nói điều gì ạ? Tôi sẽ chia sẻ ngay đó là nếu mà các bạn quyết định đi theo con đường nghiên cứu khoa học thì các bạn cần kiên trì, cứ tìm tòi từ từ, từng bước một thì mình sẽ tìm ra những cái cách để tháo gỡ những nút thắt của mình. Riêng đối với bản thân tôi thì tôi luôn có ba cái yếu tố chính, đó là phương pháp, ý tưởng và tiếng Anh. Dạ, như vậy lại quay lại cái câu chuyện ở cái lứa tuổi 18, đúng không ạ? Có nghĩa là mình phải hiểu, mình hiểu xem là bản thân mình có đủ cái tính kiên trì hay không, và mình đang muốn thật sự điều gì để mà mình quyết định lựa chọn. Bởi vì con đường nghiên cứu thì có lẽ là nó sẽ không có dễ dàng, và nó không phải là một sớm một chiều để mà chúng ta có thể là nhận ngay những cái kết quả. Nhưng mà rất là cảm ơn, bởi vì anh đã kiên trì với cái con đường này, và ngày hôm nay thì cũng chúc mừng anh bởi vì thành quả mình đã đạt được, và mong rằng là anh sẽ tiếp tục có thêm những cái công trình nghiên cứu đóng góp vào cho nền kinh tế của Việt Nam chúng ta, và nói riêng là trong cái lĩnh vực mà anh đang theo đuổi, và đặc biệt cũng mến chúc anh nhiều sức khỏe ạ. Vâng, xin cảm ơn Phương Thảo và xin cảm ơn quý vị khán giả. Và thưa quý vị, đến thời điểm này thì cuộc trò chuyện của Phương Thảo cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Như Tỷ cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, và mời quý vị sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam Ngày Mới ạ.